Chai mì, mì tôm. Ồ, này tôm dăm hả? Tôm chiên cua em. Đó. 370 bát. 100 bát. Mấy cái món kia là khác. Muốn ăn cơm nhà ăn khác. Nó là signature mình phải ăn cho biết đó. Nó mới chia liền đó. Bỏ qua mình tính ăn mới chia liền lần kia mà nó hết rồi nhớ không? Ờ rồi đi. Ờ. Đó. Mà có anh phụ ăn uống đây bự mênh mông luôn, cái shop nào cũng phụ ăn uống bự mênh mông luôn. Không, hôm qua bự hơn. Hôm qua bự hơn. Ở đây có bánh gạo, bánh nếp rồi luôn á. Tạo bình bông ha. Nạp thẻ. Nạp 800 hả Lâm? 800 mà nó nói là 400 nhưng nó mỗi thẻ 400. Có hai thẻ à? Nó không có cho 800 một thẻ. À, như cái 400 à. Đi chỗ này á. Để tối lại là 900 cát một. Ờ. Ah.